chén cơm nè. Cô ráng ăn đi. Tôi ăn không có nổi đâu mợ hai à. Thì cũng phải ráng ăn để mà cầm hơi chứ. Tôi đã mang ơn cô nhiều. Bây giờ thấy cô gặp nạn, tôi không giúp gì được cho cô, tôi xấu hổ lắm Hương à. Có phải lỗi của mợ đâu mợ hai. Tôi sống trong nhà này từ thuở nhỏ cho đến bây giờ. Chuyện trong nhà tôi hiểu rõ lắm mợ à. Thôi bây giờ cô ráng ăn hết chén cơm này đi. Chú ba đang tìm cách. Mợ hai à. Cô vô đây làm gì? Cậu hai biểu tôi đi tìm mợ. Vậy bây giờ tôi nói với cậu là gặp mợ ở đâu đây? Đừng Hà, em đừng có nói gặp mợ hai ở đây. Cậu hai mà nổi giận đánh đập mợ hai á thì tội cho mợ lắm đó Hà. Chị Hương à, tôi cũng biết lắm chứ. Nhưng bộ phận của một kẻ làm công là không được chuyện nói dối, chị biết chưa? Và cũng không làm phận ý chủ nhân, chỉ là tấm gương bày ra trước mặt. Chẳng lẽ không đáng để cho tôi học hay sao? Tôi rất sợ mình bị nhận trận đòn đau, thân xác dọn dàng tiêu tỉ xanh xao, chưa biết mai này sống chết ra sao. Vậy thì cô cứ đi tìm cậu hai mà nói thật là cô đã bắt gặp tôi ở tại chỗ này. Không, đừng vì tôi mà liên lụy đến mợ hai. Mợ thương chúng ta sao em đành nở ra. Nhìn mở bỉ đỏ đài em vui lắm hay sao? Ở đời mà thế gieo nhân thì gặp quả tức thì. Tôi chỉ làm theo lời chủ nhân căn dặn, có độc ác với ai đâu mà mở lại rủa quyền. Độc ác hay không cô tự hiểu lấy mình. Đừng tưởng chuyện cô làm mà tôi không biết không hay. Mợ hai, mợ muốn ám chỉ điều gì? Tôi muốn nhắc nhở cô, có ăn dụng á thì phải ráng chùi miệng cho thật kỹ. Đừng để bị bắt quả tang thì số phận của cô không khác gì cô như bây giờ đâu. Chồng tôi là một người rất háo ăn, mà đã ăn được rồi thì rất là no chát. Hà, có thật như vậy không em? Em đừng có ngu dại nha. Cậu hai Khanh không có thành thật với em đâu. Đừng nghe em. Nào, bây giờ á, một thì cô về phòng mà ngủ, hai là đi với tôi đến chỗ cậu hai để mà mét lại với cậu hai. Cứ coi như là tôi không có thấy gì hết á. Đợi cô á. Để qua tôi ra ngoài kêu chú vô rồi canh cửa cho hai người trò chuyện. Nó im tâm đi. Qua Hương. Hương em. Hương ơi, cậu ba anh nhớ em nhiều lắm Hương à. Cậu ba, cậu ơi, cậu về đi, cậu ra khỏi nơi này đi cậu ơi. Không, Hương à, anh lo lắng cho em lắm. Anh hai sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu. Anh không muốn để cho em khổ nữa Hương à. Nhưng cậu đến đây có nghĩa là cậu đã mang cho tôi thêm tai họa. Cậu không đủ sức để cứu tôi đâu cậu ba à. Nếu như không đủ sức cứu em thì
thì anh xin được chết cùng em. Cậu ba. Cậu ba. Tôi chỉ là một con ở. Mà để cho cậu phải hy sinh nữa cậu ba. Tại sao? Tại sao cậu lại làm như vậy? Tôi cũng không biết tại vì sao. Có lẽ trong lòng của tôi, hình bóng của em là một cái gì cao quý, thiêng liêng. Nếu như mất thì có lẽ tôi không sống nổi. Cuộc đời em đang đắm chìm trong phong ba bão tố. Xin được nói tiếng chân thành là anh đã yêu em. Cậu ba, đừng phân ngôi chỗ ta, để cho đôi tim cùng hòa chung nhịp thở. Đôi cánh chim mà trời mà vượt qua bão tố phong ba. Cũng là tình yêu thì cậu không đủ sức vượt qua bức tường gia phong vốn đã ngàn năm đinh săn. Tôi chỉ là ánh trăng non, còn cậu là vầng dương rực nắng có vạn kiếp tìm nhau cũng không thể gặp bao giờ. Xanh gói tròn niềm riêng cất giữ trong tim, chớ đừng đợi đừng chờ. Lưu luyến làm chi giọt sương buồn trên chiếc lá, rồi khóc hận âm thầm khi nắng rạng sương tan.
tình yêu không đoạn kết, để cho tôi được bình yên về cõi chết, đừng để hồn đơn mang nặng cuối tùy tình. Không, không ai có quyền giết em. Em không thể chết được Hương Ngọc. Cậu nên nhìn vào sự thật. Vì muốn độc chiếm gia tài, cậu hai đang tìm cách hãm hại cậu đó. Cậu có biết không? Tôi biết và tôi bất cần tất cả. Chọn con đường giả tỉnh học là tôi muốn chọn cho cuộc đời mình một hướng tương lai. Tôi không cần cái gia tài đồ sổ, tôi không cần ruộng đất vì yêu. Tôi đã muốn dứt bỏ nó đi thì đâu có sợ gì ai dùng mưu mô chiếm đoạt. Cái mà tôi rất cần và ngày đêm tôi khao khát chính là một tình yêu nồng ấm ở nơi em. Đó mới là một gia tài vô giá mà tôi gìn giữ nâng niu yêu quý suốt cuộc đời. Hãy nhìn anh đây, nếu em thật giả yêu anh thì mình hãy nắm tay nhau tìm hạnh phúc nơi phương trời xa thẳm. Còn nếu em không có được chút niềm thương cảm thì anh ở lại nơi này để cùng được chở theo em. Cậu ba, cậu ba ơi, tôi có đáng gì đâu mà cậu phải đem cả cuộc đời mình ra đánh đổi. Nếu không muốn vậy thì em hãy theo anh. Cậu ba, anh sẽ đưa em rời khỏi nơi này và anh sẽ bao bọc cuộc đời của em trọn đời trọn kiếp. Đi. Sao? Cậu ba. Đi theo anh. Cậu ba. Anh hai. Cậu ba. Anh hai. Cô mày tưởng gì là mày thoát được sao? Gian thù, dâm thù. Anh hai. Cậu ơi. Anh hai ơi, anh với em là anh em ruột thịt. Em không tranh giành gì hết, em nhường hết tất cả gia tài lại cho anh. Chỉ xin anh hai một điều, hãy để cho tụi em được ra đi. Dạ, hãy để cho tụi em được sống bên nhau trọn đời trọn kiếp nha anh hai. Đó là những gì tao muốn. Nó phải là của tao. Anh hai. Nói chung là tài sản của cô tao, kể cả cái thân xác của khốn nạn này. Cậu hai ơi, cậu hai, tôi lại cậu, cậu hai ơi. Cuộc đời của tôi đã quá nhiều khổ đau bất hạnh. Tôi xin cậu, tôi lại cậu, cậu buông tha cho tôi đi cậu hai. Buông tha tôi đi cậu hai à. Anh hai, hãy để cho tụi em được ra đi mà anh hai. Cái gì? Để cho mày đi? Này nói tôi khùng mà điên gì đó mà. Mày đi rồi lấy gì tao làm bằng chứng mày? Mà tao cần bằng chứng để cho ông già ngờ nghệch kia. Vì lúc nào ổng cũng quên quan can hỏi mày. Và xem tao như kẻ đố mạc hư hèn. Để rồi xem ổng có còn cao giọng tán dương mày sao sự việc này không. Nhưng em không cần cái gia tài sự nghiệp. Em lén ra đi là chấp nhận mình thua cuộc. Anh sẽ riêng mình trọn vẹn và bình yên. Nhưng biết đâu rồi mày sẽ quay trở lại nè. Mày còn sống trên đời là tao còn e ngại. Trời ơi, chỉ vì tiền mà anh em đành dứt nghĩa. Và cũng tại mày cướp của tao một tấm bằng trình. Đất rộng trời cao có đâu nổi đoạn đường. Đói khổ cơ hàng dày dạng gió sương. Dình dở hương trinh làm giá trị với con người. Nhưng chính con người chà đạp chẳng biết thương. Chính cô đã không để cho tôi đón nhận bằng sự nâng niu quý trọng. Vì vậy tôi phải chiếm cho bằng được cô. Tôi phải hái cho được cây cấm dù chỉ một lần. Anh hai ơi, anh không được quyền làm như thế.
Hương là người yêu của em mà anh Hai. Vì thế tao mới hạ gục mày được. Anh Hai, tao phải hạ gục mày. Mày có gục ngã xuống thì tài sản mới thuộc về tao. Anh Hai, con này cũng thuộc về tao. Kể cả mày. Không, không được, không được, không được. Anh Hai, anh Hai. Tụi ba. Anh Hai, anh hãy để cho Hương được đi. Nếu không thì không ơi, chạy đi con. Đừng làm vậy mà. Em chạy đi. Không còn cách nào đâu Hương ơi, đi đi. Tụi ba. Đi đi Hương. Đừng làm vậy. Đi đi. Tụi ba. Đi đi. Anh Hai, mày nghe tao nói. Anh Hai, mày định chống lại tao đó. Không, mày không đủ sức chống lại tao. Để tao dạy mày, muốn chống được kẻ địch, mày phải biết đoạn tình dù cho người đó là thấm tình cốt nhục. Điểm yếu của mày là cái gì mày biết không? Lòng nhân hậu. Nhưng mày nhân hậu lắm. Nếu là tao hồi nãy dao đó, tao đâm thẳng vô cổ họng mày á. Anh ơi. Dạ con ai? Cái gì? Con người đâu? Dạ tụi con được cô Hương chạy tới bờ sông. Rồi sao? Thấy cùng được cô Hương nhảy xuống sông tự tử. Tự tử rồi. Trời ơi. Trời ơi. Hương em. Anh Hải. Gì mày? À, không. Anh Hai. Gì đó? Cho em út hỏi thăm miếng ơi. Anh có người yêu chưa? Cái gì? Người yêu? À. Trời ơi. Bộ hết chuyện mày hỏi rồi hả? Cha lãng. Tao hỏi tự nhiên đứng cười. Bộ quên gì dưới sông dưới suối vậy? Tao hỏi tự nhiên đứng cười. Trả lời vậy? Mày ơi. Có chưa, có người yêu chưa? Trời ơi, sao mày hỏi cái chuyện đó? Thì tao hỏi cho biết. Cả cái làng này ai cũng nói tao quê mùa cục mình. Mặt mày cao khó, nói năng thì thô lỗ. Hễ bước ra đường là cứ gầm mặt xuống mà đi. Không nhìn sao ngó trước. Ai thấy tao cười là ba đời đại phúc. Con gái làng này nó thấy tao từ xa là nó lủi ngay như sợ ta. Cái giọng tao ồn ào như bữa cuối phan ngàn. Tao mà tỏ tình có nước châu nó nghe. Rồi học lẽ anh cứ suốt đời ở vậy. Không còn cay nói giọng anh không sợ hay sao. Nghèo rớt mồng tơi cần chi con cay nói giọng. Sanh nó ra đời chỉ khổ nó thôi mẹ ơi. Nhưng mà anh nói vậy nếu lỡ có ai chịu lấy anh làm chồng. Ủa, tao thấy trong làng này đâu có đứa nào ngu. Trời ơi, nói với anh vậy. Không lẽ suốt đời anh ở giá luôn à? Không có vợ à? Thì tao nói là tao ở vậy suốt đời mà mày không tin hả? Không. Trời. Ủa, nhưng mà sao mày hỏi tao mấy cái chuyện này vậy? Thì tưởng anh có kinh nghiệm. Tính em út hỏi để học hỏi. Ai về? Má ơi! Má! Má! Ủa? Rảnh sao về thăm má vậy? Dạ! Má ơi! Ừ? Cậu mợ Hai có kêu con đem đồ ăn về cho má nè. Ờ, vậy hả? Ủa? Ba đâu rồi má? Ba mày lên xóm trên có một chuyện rồi. Cậu mợ Hai cứ cho đồ ăn hoài, má ngại quá à. Trời ơi, có gì đâu mà ngại má. Má biết không, cậu mợ Hai thương má lắm đó.
để con dọn đồ ăn ra cho má ăn nha. Thôi, má ăn rồi. Anh hai con đang cút đất ngoài kìa, đem ra ngoài cho nó ăn đi. Vậy con đi nha má. Đi đi, chút má ra liền. Dạ. Tuy là tao không có kinh nghiệm, nhưng mà mấy cái chuyện này tao bắt gặp hoài à. Bây giờ mày cần gì tao chỉ cho. Thiệt quá không? Ừ. Nè, này hỏi nha. Sao? Nếu anh nói dễ ẹt vậy chứ, thí dụ giờ nè, em thí dụ giống như giờ mình để ý mình thương người đó làm đi. Mà bây giờ mình muốn gọi là biểu lộ cái tình cảm của mình cho người ta biết thì giờ mình làm sao? Vậy không biết nữa hả? Không. Trời ơi, dễ ẹt. Sao? Dễ ẹt làm thử coi. Tao chỉ cho nè. Rồi, chỉ đi. Muốn biểu lộ bằng hành động mà thay cho lời nói đó. Đúng. Thì khi mày gặp người ta ha. Làm sao? Cặp mắt của mày phải diêm diêm mơ màng. Ha. Còn cái miệng của mày đó. Đúng. Phải cười cho tới chỉ. Sao anh chưa? Nói gì mà không hiểu, hai ba cái đi lúc làm sao mà em làm được đâu. Anh giờ anh diễn tả anh hành động luôn đi. Anh minh họa bằng hình ảnh cho em coi đi. Trời Phật ơi, vậy cũng không biết nữa hả? Chứ anh nói em không hiểu đâu. Thôi được rồi, mình coi tao nghe sao sao. Khi gặp người ta đó. Rồi. Mắt liêm diêm cười. Mắt liêm diêm cười tươi. Nhìn giống vậy đó. Nhìn mặt anh giống bị sai thuốc luôn. Coi mình cuốc giờ cái mặt. Có thiệt. Anh ơi, nghỉ tay vô ăn cơm nè. Con Hà nó ra kìa. Nó mới học xong rồi, mày thử coi. Anh hai ơi, lẹ lên đi, con nguội hết rồi nè. Thôi đi mày ơi, nghe cái mùi nhà giàu quá là tao mắc ối rồi. Thẳng thằng báo nó đói nè, mày cho nó ăn đi. Hả? Này, tôi đói nào. Xong rồi, luôn thử đi. Thành phải không? Nhưng mà nhớ nha, có gì là anh ở sao là anh cứu bồ cho. Chuyện chi? Đệ tử nha, sư phụ. Đệ tử vô thực hành nha, sư phụ. Có liền. Anh hai lên sau, anh tám lên trước. Ủa hả? Đem cơm cho anh hai hả? Tôi đem cơm cho anh hai tôi. Có nhiều đồ ăn không? Có nhiều đồ ăn lắm. Wow, gì vậy? Có đùi gà nữa nè. Thôi, cất đi, tôi không ăn đâu. Tại có một cái à, chứ hai cái tôi không tha nó đâu. Hà ơi. Hà ơi, ngày hôm qua tôi đi qua chợ á, cái tôi thấy có một chiếc vòng đeo tay thiệt là đẹp vậy đó, nên tôi tính mua về làm quà để tặng cho người ta. Vì cổ tay của người ta trắng trắng xinh xinh, đeo vô chắc không ai đẹp bằng. Biết nhau đã lâu mà không có gì làm kỷ niệm, sợ người ta nói tôi hà tiền. Chứ dù cho tôi có nghèo xa kèo sơ, thấy người ta thích là tôi sẵn lòng chiều. Anh thiệt là kẻ biết điều, cô nào được anh yêu là tôn xô. Nhưng mà người đó đâu có xa lạ gì. Ai biết rồi mà còn hỏi. Thời gian gần đây hễ gặp người ta là tôi bối rối. Muốn mượn chiếc vòng để ngỏ ý giùm tôi, để tôi khỏi cần đi tới đi lui. Ủa, mắt anh bị sao vậy? Ủa, Hà Hà thấy hả? Ừ. Hà thấy mặt tôi ngộ ngộ không? Tôi thấy mặt anh nó ngộ ngộ lắm á nha. Ôi, vậy là thành công rồi. Thành công mà thành công gì? Không, chuyện đó khó nói lắm rồi. Từ từ Hà sẽ hiểu thôi. Mà tôi hỏi anh nè. Anh nói anh mua cái vòng á, anh mua chưa? Tức lắm à. Hà nhắc tôi tức lắm. Đáng lẽ là tôi mua được chiếc vòng rồi đó. Nhưng cũng tại nó đó, tại nó biết là trước sau thì tôi cũng mua cái vòng đó, tôi tặng cho người ta, thành ra nó dành mua, nó trả giá cao ngất trời mây xanh luôn. Trong tưởng sao nó mua đã, nó đập bể. Nó mà nói nào? Nó là thằng Hai Khanh á.
cái thằng khốn nạn đó đó. Tức lắm á. Tội nghiệp anh ghê vậy đó. Nhưng mà thôi, tôi hỏi anh nè, mà anh mua cái vòng đó chưa? Chưa mua, nhưng mà rồi sẽ mua. Tôi hứa tôi sẽ mua. Mà biết tôi mua tôi tặng cho ai không? Anh tặng cho ai? Tặng cho... Anh làm gì anh đứng không yên vậy? Thì tặng cho... Cho ai? Trời ơi, anh đi đâu vậy? À quên, ông kêu đi luôn rồi. Tặng cho Hà biết còn hỏi nữa. Tặng cho tôi? Đúng rồi. Sao tự nhiên tặng cho tôi? Đâu có gì tự nhiên đâu, mà có chuyện mới tặng chứ đâu phải tự nhiên đâu. Tặng cho Hà là tại vì tôi muốn cưới Hà làm vợ. Cưới tôi làm vợ? Được. Anh chị sao anh cưới tôi làm vợ vậy? Đừng la lớn, tôi mất sợ. Thôi đừng la lớn. Ôi, anh làm gì nghe người gà vô miệng tôi vậy? Thôi ăn đi, đừng cười. Không, tôi muốn ăn gì cho. Tự nhiên rồi, đồ cưới tôi à. Cưới Hà mà. Cái chuyện gì mà la em sùm vậy Hải ơi? Cái chuyện gì la em sùm vậy Hải? Làm gì mà em gái tao la lớn quá vậy mày? Má, ai biết đâu. Không biết đâu. Ê, đây, báo. Cái gì vậy? Còn em nữa. Nghe nó tỏ tình khoái quá, la lớn vậy hả? Không dám đâu, em vậy mà đi ân ảnh hả? Vậy chứ làm sao? Em mới tưởng đó là mày ở đợi cho cái nhà giàu đó, đó là mày là tiểu thơ đài cát đó hả? Bởi vậy, ai mà dính tới nhà giàu cũng trở nên đáng ghét. Thôi đi. Anh em tụi bay gặp nhau đó là cãi giả nè. Thôi, ăn cơm đi nè. Má có kho nè. Đó, ơi cá rô nè, ngon lắm ha. Còn hỏi coi, thử rồi thơm là ăn được liền. Ủa cái gì vậy? Sao vậy? Sao vậy? Con hút gió hả? Để hả? Trời lắm em. Dạ. Anh như lớn nghén vậy trời. Anh nói gì vậy? Tôi nói giỡn thôi, làm gì dữ vậy? Mệt anh quá, em không nói chuyện anh nữa đâu. Ha, con sao vậy? Kệ đi má ơi. Má chiều nó riết rồi nó hư cho coi. Ủa mà ba con không có nhà sao vậy? Ba mày ổng đi... Ủa? Bộ mày không biết gì hết hả? Biết cái gì? Ba có nói gì cho con biết đâu. Ổng đi cưới vợ cho mày đó. Cái gì? Cưới vợ cho con? Ừ. Chứ ông lẽ cưới cho ba mày. Nè, sáng mai sẽ là ngày lấy rước dâu. Không cần đợi chờ đâu. Có một đứa con trai mà gần 30 tuổi đầu. Không bạn gái, không có người yêu. Ba má thiệt là lo. Có được dịp này, ba má mừng vô hạn. Con sáng mà nên người, để cho ba má cuối đời được yên vui nghe. Có cháu nội nắng niu. Ủa, sao mày nhìn tao trợn ngược vậy? Sao cái chuyện động trời mà con không biết không hay? Từ đó tới giờ con quen biết ai đâu. Tánh tình con thô tục, suốt đời con ế vợ. Đứa nào chịu lấy con chắc tánh tình dữ tợn như chằn tinh cấu ngựa. Nói bậy cho quen đi. Trời ơi, người ta là con nhà con gái nết na đàng hoàng đó. Ông bà khởi thương ba má lắm á. Mới là để dành cho mày đó. Cái gì? Bộ má muốn con làm rể của ông bà Khởi đó hả? Sao? Đừng có nằm mơ. Trời ơi, chừng nào mà tới cô Tư nhà này mà mày rớ tới. Con ở của ông bà Khởi thôi. Thôi. Con ở hay con gái gì cũng dẹp hết đi. Hãy dính tới cái nhà giàu đó làm ơn chừa con ra đi. Hải à, nhưng mà ba mày lỡ hứa với người ta rồi. Ba hứa thì má mang chầu cao tới cưới về cho ổng đi. Con không có thèm. Ê trời ơi, Hải. Trời ơi, cái thằng này tức chết à. Ngày chưa qua bóng mây sao buông lững lờ, tình chưa yên cớ sao
bay mờ. Bèo mây trôi, biết trôi về đâu. Dẫn sâu trên môi xác lá sao rơi đầy bên sân, bó thâu cho tâm tư đầy sáng hôm đó. Em mới biết rằng em đã thật sự yêu anh và không thể nào xa anh được nữa. Khiêm ơi, Khiêm, làm vô nhà khác, mang theo bao ước mơ thầm kín, mà dù chôn trong đáy mộ Trinh Nguyên. Mở hai, chú ba bỏ ra đi, vì cứ ngỡ đâu cô đã chìm xuống đáy sông buồn. Tôi hiểu chú cũng đang sầu đau trong tuyệt vọng, nhưng người đã ra đi chỉ ôm trọn niềm đau từ biệt. Kẻ ở lại đây ôm khối sầu thê thiết, khóc chuyện sanh ly nuôi tiếc mộng băng. Nhỏ nghe rộn rã âm thầm khi bóng ai vừa
đỏ ngang, con đường làng như bọc rộng thanh thang, qua cỏ dại nở đầy chen lối rồi, rồi thầm trách lưỡi đê già sao lá non để nắng hạ chói chang soi rớt mặt nhân tình. Nhưng rồi lát nữa đây cô phải theo chồng tiếp chia tơ cũ hương xưa cho lòng thêm dương dân, nếu phải ly tan với mối tình đầu thơ mộng cũng như tôi mở sẽ khó mà quên. Cô còn có mối tình đầu để mà nhớ mà thương, còn tôi lặng lẽ đơn côi đời xuân nữ, đâu phải sống trong cảnh lầu xóm gác tía thì cô gái nào cũng vui tròn thời xuân. Nếu không thể đổi thay được số phận đời mình thì hãy chấp nhận lặng yên để thôi sầu quên khổ. Cuộc sống đầy đưa trên dòng đời trôi nổi, mình có phụ ai đâu mà nặng nỗi thương sầu. Nhiều lần rồi, nói hoài mà ông không có nghe. Con Hương nó nhìn đàn bà con gái gì mà cái mặt buồn hiu à. Từ khi mà rước nó về đúng không, xảy ra biết là bao nhiêu chuyện. Thôi bà ơi, tôi gian bà. Trời ơi, cái chuyện gì đó mà bà cứ cằn nhằn hoài như vậy, làm sao tôi chịu cho nổi nữa. Bây giờ tôi hỏi ông nè, nó đúng là con hồ ly không? Chết rồi đó, mà còn mang quả cho đến gia đình nữa nè. Nói mà không có chịu nghe đâu. Bà làm ơn bà nín giùm cho tôi đi. Bà nín giùm cho tôi đi. Cằn nhằn như vậy đó mà ông còn không thấu hiểu mà ông nói cái gì. Cô đừng có khóc nữa, đừng buồn nữa. Dù muốn hay không thì hôm nay cô cũng là một cô dâu. Hãy trang điểm lại đôi chút, để tôi xuống dưới xem coi nhà trai họ đến chưa. Mợ Hai, mợ có biết là ông định gả tôi cho ai không mợ Hai? Cả nhà tôi không ai được biết, chỉ trừ cha tôi mà thôi. Hãy nghe lời tôi, cố gượng mà sống nghe Hương. Bây giờ đối với tôi, chuyện phải làm vợ ai chắc không còn quan trọng nữa. Bà chỉ có nước ống ống thôi. Bà có biết là cái nhà mình nó bị bị quả báo rồi không bà? Ông nói gì tức cười vậy? Trời đất ơi, tôi với ông là sống hiền lành nhất là tôi. Tôi rất hiền, ăn ở có đất, làm gì mà có cái chuyện mà tai quả. Nếu biết đây là cái tội ác thì mình không nên làm, bà biết chưa? Nhưng đây chỉ là mới có giai đoạn đầu thôi, rồi đây còn phải gánh chịu biết bao nhiêu là oan gia nghiệp chướng nữa, bà biết chưa? Dạ, dạ bẩm thầy tướng số. Thầy làm ơn thầy coi cho con khỏe, coi kiếp trước con ở ép với ai mà sao kiếp này con thấy cuộc đời con nó... Ba làm người ba là chim tinh gia vậy mà kiếp trước sao ba lúc này không sao? Phải rồi, tại vì tao không phải là chim tinh gia cho nên mới xảy ra sự việc như ngày hôm nay nè. Nhưng tao là thân cây núi nhựa, núi lá núi cành, cho nên tao biết rõ trái lành trái độc. Chính vì cái thằng Kim nó bỏ đi đột ngột cho nên tao mới hiểu ra cái mục đích của mày làm. Nhưng tao nhắc cho mày nhớ nè, là tao còn sống đây thì đừng ai làm điều đê tiện để
hồng thực hiện âm mưu, vì những lợi lộc riêng tư. Thằng Kim nó bỏ ra đi, cũng sẽ có ngày nó quay trở lại. Vì nó còn mẹ còn cha, nó không quên mất tổ tông. Bà, nhưng tôi đâu có làm gì mà bà lại muốn răn đe. Nó đi luôn ngay, nó quay trở về cũng đâu ảnh hưởng gì tới tôi. Tao chỉ nói vậy thôi, có hay không thì tự mày cảm nhận. Cái nhà này còn có tao thì đừng ai tính chuyện gian hoa. Ba, bây giờ con hỏi thiệt ba nha. Ba hứa với con một lời là ba đừng nói giấu con. Con biết nhưng con phải hỏi. Hỏi là để hỏi thôi. Trước khi đi, thằng Khiêm nó nói xấu. Thằng Khiêm nó không có nói. Ai nói? Ai vô căn nhà này nói? Con Hương nói. Con Hương nói. Trời đất ơi, ông, con là nó cảnh là hay sao vậy? Con Hương về nó báo hồn trong hả? Nó báo mộng trong hả? Ba, con hiểu. Con hiểu bác mọi chuyện. Ba của con, ba độ dài huyết áp ba sao ổn định không? Ba có đi khám bác sĩ thường xuyên không? Hay là bây giờ huyết áp đang lên không? Ba nói hình như là lung tung lắm rồi đó. Con Hương gì? Ba, con đưa ba đi liền nha ba. Huyết áp ba hình như là con thấy hình như là gì? Hình như là huyết áp của mày nó tụt hơn. Đúng không? Đúng không? Cái gì vậy? Ba nói cái gì mà tứ tung tự nhiên là con Hương? Bây giờ ba tin cái lời người chết nữa, má thấy không? Cái chuyện này ba thấy sức khỏe sao ba nói thiệt cho con nghe đi chứ con không an tâm mà. Cái gì ba tin lời người chết? Con Hương nó chết rồi. Cái người sắp chết thì không bao giờ, không bao giờ họ nói dối đâu ông con à. Mà... dạ thưa ông bà, có cho con Tám tới à. À vậy à? Dạ. Được rồi, để ông đi ra tiếp ông Tám. Trời đất ơi, tiếp cái gì mà tiếp? Nhà cửa người ta đang rối đen như vậy nè. Con dắt cái mặt tới đây làm gì? Định vay nợ hả? Bà ơi, sao bà nói vậy? Không phải ông Tám ông tới đây ông vay nợ đâu, mà ông tới đây là để giải nợ cho cái nhà này đó bà. Đúng là việc rối đen đủ thứ chuyện. Ông toàn nói chuyện gì đâu không. Tôi đã nói với ba rồi, tôi không có chịu. Mày có cần tao quỳ tao lại mày không? Dạ dạ chú, xin chú cho con được làm cái chuyện đó đi. Để tôi quỳ tôi lại anh Hải. Anh lấy vợ để cho Hà còn lấy chồng. Chứ anh cứ án ngữ vậy hoài sao Hà lấy chồng được. Giúp đỡ giùm em út đi anh Hải. Án cái gì? Mày cưới đi. Không có, anh nhớ vụ mà chớ mắt cười nha. Ờ kìa. Ờ dạ. Tám. Dạ. 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 Con qua thật là đúng lúc á. Dạ. À, thôi mời ông chú. Dạ dạ. Dạ. Cắt cháu. Ông nhà tôi ông làm cái gì đó mà thiệt, đúng là lẩm cẩm thiệt tình rồi đó. Nhà này cửa đang vậy tự nhiên đi mời mời vô làm gì? Giải nợ mới tin nổi rồi đó. Nợ nần cái gì mà nợ nần, mình quá. Ông Tám, ông hôm nay ông đến thật là đúng lúc đó nghe. Dạ, dạ xin chào ông bà. À, ông Tám ngồi. Dạ. Ngồi đi ông Tám. Dạ, để nhìn mặt thôi. Tám ngồi đi ông Tám. Dạ, dạ. Cảm ơn nha, cảm ơn. Đại diện gia đình, cảm ơn. Nè, ai cho mình tới đây? Dạ, em Tháp Tùng anh. Tháp Tùng? Dạ, em Tháp Tùng. Rồi làm gì ạ? Dạ, em đi theo. Làm gì rồi nhốn giò, nhốn chân nhìn vô buồn ta? Lịch sử đâu? Dạ, nhìn dạ. Cái gì? Nhìn cái kiểu gì kỳ vậy? Dạ, dạ, tại vì em muốn nhìn cái mà em muốn nhìn mà em nhìn không được. Thành ra em phải nhón, tại vì em không được cao, em bị lùn. Dạ. Mày lùn. Mày thì lùn hơn cái trái miễu thôi. Nhưng mà tới đây làm gì vậy? Dạ, à quên giới thiệu anh. Dạ, anh thấy em ăn mặc rất là lịch sự, không có thua kém gì bên đây. Dạ, em rể phụ. À. Bao. Đứng im con. Dạ. Dạ, chào con hai. Dạ. Hai con. Chào bà đi con hai đi con. Xin chào hết thảy mọi người. Trời đất ơi. Xin chào hết thảy mọi người. Nói phải nịnh gia đình chú Tám, chứ chú Tám thì cũng nghèo khó thôi, nhưng mà khéo dạy con quá trời. Chú Tám nghe nó chào gì không? Xin chào hết thảy mọi người, chỉ cần một tiếng chào nữa thôi.
Nó chào một cái là cả gia đình tôi già trẻ bé lớn gì trở thành đồng trang lứa nhau. Này nó khéo ghê. Anh dạ. Có làm sao vậy? Nè mấy mốt mày có chào chào đàng hoàng lấy chút. Nè ít nhất mày cũng dạ. Đi vô trong đi để cho ba với má nói chuyện với chú Tám. Dạ tại con nói thiệt với ba là tình hình. Trời ơi sao mày nói nữa ta, tao đã biểu mày nín rồi mà mày có nói hoài cái thằng này. Ba giờ cái gì nữa? Tại bà bẩm sinh luôn. Muốn tao giới thiệu đây ba. Dạ thôi. Dạ thưa ông bà. Được bà ông bà thương tình, bà được tác hợp lương duyên cho hai cháu. Dạ vợ chồng cha con tôi rất đội ơn. Dạ chúng tôi có chút sức lễ mang tới. Dạ xin phép ông bà cho phép được đón dâu. Cái gì? Trời đất ơi, chuyện gì vậy? Chuyện gì mà đón dâu? Ủa bộ ông định gả đứa nào trong cái nhà này? Bà hãy bình tĩnh đi. Mà sao tại sao ông không cho tôi biết? Thì bây giờ cho bà biết nè, có làm sao đâu. Nhưng mà... Thôi đi bà lớn ơi, mấy cô người ở trong nhà này, cô nào cũng bị gấp rút gả đi á, cũng có nghĩa là cô đó đã tè tua chứ không còn thơm tho. Ê, mày nói vậy là sao mày? Mày ám chỉ cái gì? Tôi ám chỉ việc kia thì cậu rõ hơn tôi. Tội nghiệp cho mấy thằng chân đất, cũng là con người có mẹ có cha, mà đi hưởng của thừa của người ta. Không biết hôm nay thằng Thái này được vợ là nhờ công đức của ai đây? Thì chắc nhờ cậu hai đây thương tình ban tặng, hoặc của cậu ba bỏ đi biệt xứ mà anh được nhảy vô để lụm gió sò. Nè, nếu như mà nhà tao có bỏ ra những cái thứ dư thừa cũng còn cao giá hơn mày á, phước đức ba đời còn dơ dòng cầu cao. Vậy sao? Vậy thì cậu hãy để dành lại mà xài. Thiệt tình tôi không khoái thứ này. Thôi xin chào và xin đôi thăm ân. À cậu Hải à, cái chuyện mà ba của cháu á, với bác đây á, là hai người kết hợp với nhau để mà nhận cái cuộc hôn nhân của cháu đây, chứ không phải do là thằng Khanh đâu. Cháu ăn thua với nó để mà làm cái gì? Bác cũng xin lấy danh dự để mà nói với cháu rằng vợ của cháu á, là một người vợ rất ngoan hiền và trong sạch. Cái điều đó đó thì có thể nói là sau cái đêm hộp cẩn rồi thì cháu sẽ biết. Mà sao ba biết chưa chắc? Còn bây giờ đó, bác nói để cho cháu được biết như thế này. Thôi đi lên đi nhà trên á, rồi rước vợ của cháu về. Mày đâu? Dạ. Đưa cậu Hải đi lên trên phòng của cô Tư nha. Dạ. Trời đất ơi, ông. Trời đất ơi, sao lại đưa lên phòng của Tư làm sao? Vậy bà tỉnh một chút được không? Tôi gả con gái của mình đâu, tôi gả con Hương cả. Cái gì mà biết không? Trời đất ơi, ông trời má, tôi nói với bà là sống. Dạ phải, cái đêm mà cô Hương nhảy xuống sông mà tự tử đó, chính tôi và thằng Hải đi cắm câu vớt được, sau đó âm thầm trả lại. Phải rồi đó bà. Và từ đó tôi mới giấu giếm bà với con. Thật sự ra là tôi nói là con Hương nó ở trong nhà thì nó đã chết rồi, nhưng bây giờ thì nó là vợ của cậu Hải đây, thì trong cái gia đình của mình không ai có quyền nói gì tới con Hương nữa hết. Bà nghe chưa? Cái gì? Vợ tôi là Hương, Hương là vợ tôi. Hải, Hải, Hải ơi, Hải. Dạ xin phép ông bà, cho tôi chạy theo kia nó trở lại. Hải ơi, Hải. Bảo à, Bảo. Giờ cháu hãy đưa con Hương về bến giùm cho bác nha. Đi. Dạ con để phụ. Biết rồi, với bà cái này giúp cho bác. Đi. Dạ sướng quá, để phụ rước dâu dùng đây chính rồi. Bà cần sắp xếp công chuyện nhà tôi nha. Ông. Bà giúp tôi. Trời ơi, tới giờ nước dâu rồi, lẹ nước dâu về. Ủa,
ba má tôi gả cô Hương cho cậu hả? Không có. Tôi để phụ, tôi đi rước rong dâu dùng. Chứ còn là chồng của cậu là anh Hải, con bà Tám á. Phải tôi. Cái gì? Ông bà gả tôi cho anh Hải? Dạ đúng rồi con. Không, tôi không chịu đâu. Tôi không lấy anh ấy đâu. Thôi, nhiều chuyện đó. Bây giờ tôi rác tôi về chắc. Mà ai? Tôi dùng cái đôi rước, tôi bởi nhà con mà. Trời ơi, ai mà nằm một đống quá ghê thấy ghê vậy? Bà phải không bà? Ủa? Thôi bà nằm cạnh tôi ba. Ai vậy? Trời đất ơi, Hải ơi Hải! Hải ơi Hải! Mày làm cái chuyện gì mà tao hiểu không nổi vậy? Bà ơi bà! Bà ơi! Bà ra coi con của bà nè! Cái gì? Trời đất ơi! Đây nè! Cái gì mới tảng sáng mà la ốm sòm vậy? Bà coi thằng con của bà đó cưới vợ về, nó bỏ trong buồng, rồi ra nằm một đống vậy, bà coi được không? Dạ coi. Hải à, Hải, con làm cái gì kỳ cục vậy con? Trời ơi, chồng xóm tay được người ta cười chết. Bộ con Hương nó không cho con vô buồng hả? Không phải, tại con không muốn vô. Sao vậy? Con không thích. Sao vậy? Mày đến đi, nói gì mà nói được hả? Dù sao thì mày cũng đã cưới người ta. Cô bác bà con tới đây mà chứng nhận. Mày đâu thể nào nói thích hay không, rồi đi bỏ nó một mình. Gia đình mình từ trước đến nay, tuy sống trong cái nghèo cơ cực, nhưng mà chữ tính làm đầu. Bây giờ mày làm chồng của con Hương, phải đối xử bằng tất cả tình thương. Nó là thương siêng năng hiền hậu, còn con là một thằng thô lỗ vũ thù, đâu có xứng đáng làm chồng. Cô muốn tìm người quyền thế cao sang thì để cô đi cho tròn ước nguyện. Chuyện lễ nghĩa ở đời không đùa được đâu con. Nó làm dâu có cưới hỏi đàng hoàng, con đừng gây chuyện không hay. Làm chồng người ta thì phải có bổn phận, đừng vì làm tao nổi giận. Từ lâu nay tao nhìn quá đủ rồi. Con của mình á, nó còn ngu dại. Từ từ thôi, ông mắng nó làm gì. Tôi ghét cái thứ cao ngạo của nó lắm. Nó coi chung quanh đây ai cũng là xấu xa, chỉ có mình nó là tốt hả? Nó là ngọc ẩn trong bụng mà. Con không nghĩ vậy, nhưng con không thích cách sống cam chịu của ba. Thân phận mình nghèo, bị người ta đè đầu cởi cổ chưa đủ hay sao mà còn đón nhận ân huệ của họ? Chính ba lúc nào cũng tự cho mình là hèn kém, thì đừng trách sao họ không được nước khinh thường. Đây đâu không phải là cái tội. Những thứ mình không có, cũng không cần họ ban bố cho đâu. Con không ưa điều đó. Hải, nghe má nói nè. Hải. Đó. Thấy chưa? Nếu ông bàn tính trước với nó thì giờ đâu có chuyện. Nó là con tôi đâu phải là cha tôi đâu. Mà mỗi cái chuyện gì tôi cũng phải xin lỗi nó trước. Còn ba nữa. Tôi sao? Cái giọng điệu của bà như vậy mà họ không khác nào nó leo trên đầu trên cổ tôi sao được. Ông đừng có vô lý quá vậy nha. Bởi vì thằng Hải nó nói không có sai. Với người ta đó thì ông nhịn nhục nè, ông cúc cung tận tụy nè, còn về tới nhà hả là ông hẩm hực với vợ con à. Bà với nó đó, làm ơn mở con mắt ra mà biết rõ thân phận của mình đi. Nếu tôi không chịu nhịn nhục của lò người ta, nếu không cúc cung tận tụy với người ta, thì mẹ con bà làm sao ngày nay có ruộng đất để mà cày cấy. Mà nếu như tôi đó không chịu mình cúi lò để nhịn nhục đó, thì làm sao có tự ngày nay đó, làm sao mà nuôi các con nó cùng lớn được.
bà nghĩ tôi muốn vậy là phải không? Tôi cũng là con người, tôi cũng có trái tim, có khối óc, tôi cũng có. Chịu khác, chịu đài đọa thân tôi. Chứ tôi đâu có thể mà để cho vợ con tôi mà chịu cảnh cơ hàng đói khổ chứ. Tôi cũng là con người mà. Tôi xin lỗi ông. Từ ngày ta làm bạn với nhau, ông đã dành nửa thân mình để tạo dựng cho tôi một mái gia đình đơn sơ mà yêu anh. Rồi những đứa con lần lượt ra đời là gánh nặng cứ thêm dần mà triệu nặng xuống vai ông. Những nụ cười dần khô héo trên sợi trắng, lưng áo bạc màu vì thấm đẫm mồ hôi để lo cho mẹ con tôi. Lo cho vợ con đó là bổn phận, thân tôi nào đâu kể đến nhọc nhằn, miễn vợ con được yên lành. Nếu cả nhà mà hiểu được cho tôi, có cơ cực mấy cũng vui. Tôi với các con luôn nhắc nhở lòng mình không để chúng chịu phiền. Thấy ông hạ mình, mẹ con tôi thấy xót dạ, chứ đâu trách hờn chi ông. Bà thì tôi không nói, còn con Hà đó ở bển á cũng chưa chuyện gì xảy ra, nhưng còn cục đá ba chồng đó nó có bao giờ mới nghe lời tôi nói đâu. Nó là thanh niên trai tráng, nó càng sống cam cực khổ chừng nào á thì nó càng mệt mỏi chừng đấy. Giờ tôi nói cho ông nghe nè, thôi bây giờ nghe ông, nếu ông chịu hạ mình á, ông nhỏ nhẹ với nó thì nó sẽ nghe lời ông liền à. Bây giờ đó ông nghe lời tôi đi, ông đi kiếm nó đi, chuyện ở nhà để tôi lo cho ha. Thế khổ quá trời quá đất, cưới vợ cho nó mà tôi phải đi năn nỉ. Thôi hết biết bà rồi. Hỏi cô là cô làm cái gì vậy? Tôi là chồng cô mà cô che cô đậy. Cô làm như tôi là một thằng kinh tởm lắm đó. Buồn cười thật. Mất hết rồi. Tại sao đối với tôi thì cô che cô đậy, còn cô ở bên kia thì không đậy không che hả? Bây giờ ra nông nổi rồi này rồi cô che cô đậy. Phải chi với nhà bên kia mà cô che cô đậy vậy thì đỡ cho tôi biết bao nhiêu. Anh câm miệng lại đi, tôi cấm anh xúc phạm đến tôi. Vậy thành cao quá, trong sạch quá. Cô có biết vì sao mà tôi phải đi uống rượu cho thật say không? Tại vì ông già kia, tôi đang ngủ ngoài kia, ông lôi đầu tôi vậy, bảo tôi phải vô đây. Vì
đêm nay là đêm hợp cận. Nghe tới hai tiếng hợp cận, tự nhiên tôi thấy ớn lạnh rùng mình. Bởi vậy cho nên tôi phải uống thật say để đêm nay làm bổn phận người chồng. Có thật say thì tôi mới dám động phòng, nhờ chất men làm hồn siêu bất lạc, để tôi quên đi người bên cạnh là cô. Những kẻ say không biết phân mùi gì, đói quá có ăn cũng không thấy gì ngon miệng. Dù chả phượng nem rồng hay cơm hấm cũng như nhau. Anh là kẻ lưu manh nói năng không ngượng miệng, tôi căm hận anh tên đàn ông hạ tiện. Anh mà đến gần thì tôi thà cắn lưỡi, chứ không bao giờ để anh chạm vào người tôi. Kể từ hôm nay cô là vợ của tôi rồi, bất cứ tôi muốn gì là cô phải nghe theo. Phải chăm lo và phụng dưỡng cho chồng, sơ sẩy điều gì là cô sẽ biết tay tôi. Thôi thôi, bây giờ tôi không chấp nhất anh. Vì một kẻ sai như anh với người điên cùng một nghĩa. Anh nhìn lại bản thân anh đi, anh lớn tiếng, anh rẻ khinh người này, anh miết thị người kia. Anh làm như là chung quanh anh chỉ có mình anh trong sạch thôi, tất cả đều điên chỉ có mình anh tỉnh à, phải không? Phải anh nghĩ vậy không? Anh là cái gì? Anh là cái gì trong cuộc đời này mà anh coi trong cuộc đời này nè dưới mắt không còn ai hết á? Vậy chứ cô muốn tôi còn phải tin ai? Phải tin ai giữa cuộc sống bạc đen với những con người cháo dở? Tại sao vậy? Cô nói đi, cô nói đi. Tại sao hạnh phúc ấm no chỉ được dành cho những kẻ cao sang quyền quý, khi tay họ chưa trồng được củ khoai hạt lúa trên đồng, mà những kẻ làm ra nó thì nằm mơ mới thấy được no lòng. Chính bản thân tôi và những con người đồng trang nghèo mà bớt chết những ước mơ. Gia nam tay trai trên ruộng sớm đồng chứa, nhưng trong lòng ngực họ cũng có một con tim tràn đầy nhựa sông. Mà những kẻ như cô cứ ngẩng đầu tìm cầu chú để mong được vươn lên khỏi kiếp tôi đòi. Nếu như anh nghĩ vậy thì anh cũng đừng quên trong những con người như tôi có cả em gái của anh trong đó. Tôi không phủ nhận, và chính tôi cũng ghét nó. Nó là cái gì? Nó cao quý cỡ nào mà nó dám khinh thằng bạn của tôi quá quê mùa chân chất. Còn cô, có phải chính cô cũng không bằng lòng khi nghe tin về làm vợ của tôi, phải không? Sao cô không nghĩ rằng họ đã chán chê cô, họ không cần cô nên mới quăng vào cuộc đời tôi để cho tôi gánh vác? Cô có biết là tôi vô cùng ngạo ngang, tôi muốn chạy trốn thật xa, nhưng chỉ vì thương cha thương mẹ mà tôi phải đành im lặng. Tôi biết mà, đối với tôi cô không có chút gì thương cảm, mà người ta vẫn trói buộc chúng ta vào cái nghĩa vợ chồng. Cũng hay, cô thì bị thiên hạ bỏ rơi, còn tôi thì không ai thương tưởng. Hai kẻ bơ vơ cùng đi chung một hướng, mình cứ gọi nhau là chồng là vợ. Ngày tóc bạc da mồi thế nào cũng có tình yêu. Đừng có uống nữa. Sao? Bắt đầu lo cho tôi rồi phải. Nếu bà xã không cho phép thì xin tuân lệnh, không uống nữa. Bây giờ chúng ta sẽ làm lễ đồng phòng. Anh buông ra, đừng đụng tới người tôi.
Sao? Anh Hải, anh không hề yêu tôi, đúng không? Hay nói thẳng ra là anh khinh ghét tôi, phải không? Vậy thì tôi hỏi anh không hề yêu tôi, lại còn ghét tôi nữa. Vậy thì với một người mà anh không có cảm giác yêu, anh động phòng được sao? Sao tôi biết là không yêu? Phải, tôi yêu cô. Hay nói đúng hơn là tôi đã từng yêu cô. Nhưng là tôi yêu mà tôi không dám nói. Vì tôi cứ nghĩ tới thân phận thấp hèn của mình. Trong mắt tôi, cô là một người con gái thanh cao, thanh cao thanh thiện. Nhưng rồi cũng chính cô đã làm cho tôi khinh khi cô. Vì cô không thật sự thanh cao như tôi tưởng. Cô là một kẻ thích trèo cao để té nặng. Anh xúc phạm tôi. Bây giờ thì tôi không còn thấy mình hèn kém nữa. Và bây giờ cô đã là vợ của tôi. Anh chàng ra đi, anh đừng chạm tới người tôi. Cô muốn dùng vũ lực, cô muốn dùng vũ lực, tôi sẽ dùng vũ lực. Ba ơi, má ơi, bây giờ con bắt đầu làm lễ động phòng đây. Anh Trân ra, Trân ta, trong cần anh Trân ra. Má dỗ Hương giùm con đi. Ủa, vợ mày mà biết tao dỗ? Đó giờ con có biết dỗ ai đâu. Thấy con là nó khóc đó. Ủa, sao nay mày tốt ngang xương vậy? Hồi đó mày khinh ghét nó lắm mà. Thôi mà má, tại vì hồi đó con tưởng... Tưởng sao? Ai về... Về gì? Hỏi nữa. Ai về nó còn trinh trắng phải không? Vợ mày á, mày làm lỗi thì mày xin lỗi đi. Sao mà mày nhờ tao? Hả mày? Con ngại quá à. Không được. Má, thôi tao không có nói. Không, không, tao không có nói. Nói giùm con đi. Không, không. Má này, sao bây giờ đây? Khóc mà. Hương,
trong phòng, còn ba đi ra ngoài ruộng coi người ta đắp đê rồi. Anh làm cái gì vậy? Chìa khóa. Chìa khóa gì? Vô duyên. Hỏi vô duyên này là chìa khóa tiền, chìa khóa tốn tiền, chìa khóa kết bạc. Chứ chìa khóa gì? Đâu? Làm ơn, anh tưởng tôi là ai mà giữ được chìa khóa kết bạc trong nhà này chứ? Cầm đi, đừng có giỡn với tao. Hôn hồn hãy đưa chìa khóa ra mau. Nể tình, tao vô lại một số tiền. Ê, bằng không có đối nhân răng đừng ân hận nghe mày. Tôi xin anh, hãy để cho tôi yên phận. Anh hành hạ tôi, bao nhiêu đó đủ rồi. Mày đừng nên chua chát lấp lời. Muốn yên tâm thì đưa chìa khóa ra đây. Tôi đã nói rồi, là tôi không có giữ. Anh có giết chết tôi thì anh cũng không tìm được chìa khóa đâu. Mày lì quá. Tao phải công nhận là mày cứng đầu quá. Tao giết mày mày cũng không đưa. Vậy là mày không tin là tao giết mày? Mày không tin? Anh chưa dám giết tôi đâu. Vì thật ra anh còn đang rất cần tôi. Đi thu dọn những rác rưởi bẩn nhơ mà anh thẳng tay chân dậy. Và anh cũng chưa dám giết tôi. Vì giọt máu của anh giờ đây tôi đang mang nặng trong người. Yên tâm đi, yên tâm. Tôi bảo đảm là cái ngày đó không bao giờ nó đến với tôi. Mà bây giờ tôi cần nhất là cái này khỏi dạy đời tôi. À, chìa khóa à? Đâu rồi, chìa khóa đâu? Tôi đã nói là tôi không có giữ. Mà nếu như có, tôi cũng không đưa cho anh đâu. Lẽ con này tôi đánh nó hoài ta.
bỏ cột đi. Lầm lầm lì lì tao vô mặt tao biết mà. Thôi em, đưa cho chồng đi em. Đưa chìa khóa cho chồng là ngăn chồng có công chuyện mà. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi không có giữ mà. Sao nãy nói có cũng đưa mà, rồi giờ nói không có giữ mà. Ai biết cái nào mà. Lì thiệt. Đưa đi. Đưa đi em. Đưa cho anh đi. Một. Hai. Không được rồi. Mày đi hả? Hả? Mày điên rồi hả? Mày làm gì mày đánh nó? Mơ. Mơ. Mày muốn gì? Anh đòi chìa khóa két bạc đó mơ. Chìa khóa hả? Chìa khóa tao giữ nè. Vậy nãy giờ má không nói gì làm con má đưa con má. Mày cứ ngon mày đánh tao đi. Mày đánh tao đi. Mà đánh thử coi. Mà con đánh nó hồi nào con dạy nó. Tại nó cứ lằng nhằng con nói gì không chịu nghe lời cãi cãi gì con. Bà ơi bà ơi. Bà ơi bà. Ra phụ đỡ ông vô giùm con đi bà. Trời ơi. Đỡ con ông vô giùm con đi bà. Ông sao kìa con ơi. Ông ơi. Ông sao rồi ông. Ông ơi. Trời ơi, cái gì? Mình đã tới cũng... Trời ơi, tới ông rồi. Cứ đi ra ngoài đó hoài vậy à. Thiệt tình vậy, nó già yếu rồi thì ở nhà đi. Con còn vô gốc cho ba ly nước đi con. Dạ, nhắm đến hiệp. Dạ, bà biết sao, ông đang đứng chỉ tụi con đắp bờ á. Cái tự nhiên ông xỉu, cái mặt ông cắm xuống dưới đất rồi nè. Tụi con đỡ kẹt chúng tôi là ông nhập thổ luôn rồi. Trời ơi, ra ngoài đó làm cái gì vậy ông? Nói nhiều lần rồi đừng có đi ra ngoài đó nữa. Tại cái nhà này tay trẻ nó chết hết rồi. Cho nên tôi phải lai cái thằng già tôi ra ngoài đó chứ sao bà. Cũng khổ nổi về. Con á là trái trẻ đó. Con còn đủ sức làm việc đó. Nhưng mà nó kẹt cái này nè. Danh thì cũng không tránh mà ngôn thì không thuận. Vì tương lai của con buộc lòng con phải tính như vậy thôi bà. Ba đừng trách con. Lên đây. Mợ hai à. Mợ hai à. Đừng mà. Đừng mà mợ hai. Chuyện gì nữa đây. Mợ hai. Má. Cái gì. Má coi nè. Cô Hà nó uống cái này nè má. Trời đất ơi. Đây là thuốc phá thai. Hả. Dạ. Mày quỳ xuống đó. Trời đất ơi. Mày làm cái chuyện tồi tệ như vậy. Còn tính cái chuyện độc ác trong nhà này nữa hả hả. Ông mẹ ơi. Con. Mày con. Nó có thai rồi ba. Hả? Hả? Em có thai thiệt á hả? Phải vậy không hả? Trời ơi. Cái nhà này. Đó. Nó cũng nói ba hoài. Ba lớn tuổi ba bệnh hoạn. Bữa nay sức khỏe nó cũng bình thường mà ba xúc động cái gì vậy? Bộ nó là con gái ruột của ba. Con nói ba rồi. Nó lấy ai mặc kệ nó. Rồi nó có bầu nó muốn để hay là nó phá gì là cái quyền của nó. Mắc mớ gì mà ba với mẹ phải lo sức khỏe. Không lo sao được. Trời ơi. Nó là kẻ ăn người ở trong cái nhà này. Nó làm cái chuyện hư đốn. Rồi bây giờ không lo làm sao được. Hà. Dạ. Nói đi. Mày nói đi. Đúng rồi đó em. Hà. Nói đi em. Ai. Ai dụ dỗ em. Ông bơ hả. À, chắc là nó lặt em về rồi em bỏ rơi em để cho em nghĩ tới chuyện khờ dại phải không à? Ông ba ơi, con trăm ngàn lại ông ba mà. Thôi, nghe tôi nói nè, mày còn hỏi à? Giờ này mà mày còn mở miệng mày hỏi à? Mày hỏi được à? Hà, mày nói đi. Ai cũng thấy lâu nay hai người thường gian díu với nhau. Nó thường lén léo mày để mà hò hiện. Cho đến hôm nay mới xảy ra cớ sự. Chẳng lẽ còn có người khác hay sao? Không đâu. Cô ấy chưa bao giờ để dạ thương tôi. Chỉ có tôi nè, tôi mới đeo đuổi cô ấy mà thôi. Thì làm sao có điều đáng tiếc xảy ra. Chỉ có ông trời mới biết được hai đứa mày thường liên lúc với nhau để dở cái trò trên mộng trong giông. Rồi xảy ra chuyện này thì có là chi đâu. Cậu hai, cậu là người hiểu rõ sao lại vô tình muốn hại cả
nói thật đi. Nếu như cô im lặng mãi thì sẽ không ai cứu gỡ cho cô được đâu. Thôi không có hỏi em cái gì hết á. Bây giờ nè, cả nhà nghe tôi làm cái này là xong à. Đuổi ra khỏi nhà đi. Anh không được. Ha, mày phải nói cho rõ ràng. Còn nếu như mày không nói, tao sẽ mời ba má mày qua đây, đưa mày về bên đó. Không thì nên tay miếng thế nào gia đình mày tự gánh lấy. Ông bợ à, con nói đi, cái bào thai này là của ai? Ông bà ơi, con trăm ngàn ác bà. Ông bà đừng có đưa con về nhà, mà má con sẽ giết con. Được chết rồi, con nói đi, ông muốn biết cái bào thai này của ai? Vậy thì nói đi. Dạ, cái bào thai này của... Của ai? Dạ, của anh Khánh. Trời ơi là trời, thằng Khánh. Tôi xui dữ vậy nè trời ơi. Bởi vì tôi nói ông thầy ông cô rồi, năm nay là cái tuổi tam tai. Trước sau giờ người ta cũng gieo tai họa, người ta du oan gieo họa cho tôi. Nè, bố mày tưởng là mày muốn nói cái gì để mày đúng uy thế của tao, rồi để mày chia lại cái sự xấu xa hèn hạ của mày chứ gì, phải không? Hà, con thích lại đó. Phải, chính tôi đã làm một chuyện xấu xa. Tôi đã làm đến mới tin một kẻ mặt người lòng thú. Bài cuộc của mong cho quá tàn nghĩ rửa, rồi lại nở đang tâm dậy nát kiếp quá tàn. Nó muốn bị tan nhưng tôi lỗi đi hèn. Tôi đã nuôi dưỡng giấc mơ cuộc ra đời tôi tư, nên mới bằng lòng chân hiến một đời hoa. Nơi nó phụ vàng đôi tôi cho người ta, ao anh đã tớn thì cuộc sống này như đã chết. Chỉ thương cho con tôi có làm gì đánh tôi mà phải bị bỏ rơi kia chưa gốc vào đời. Cậu hai, tại sao cậu tạo ra nó làm gì rồi cậu không nhìn nhận trước mặt mọi người mà cậu còn đổ tội cho tôi hả cậu hai? Ông bà ứng, tôi thật sự thương Hà, nhưng tôi không bao giờ làm chuyện đó. Ông bà hãy tin tôi đi, đứa con mà trong bụng em Hà chính là của cậu hai Khanh đó. Em cứ yên tâm đi, nếu người ta không chấp nhận cái bào thai này, anh rất sẵn lòng nhận lấy. Anh hứa anh sẽ lo lắng chăm sóc cho em và thương đứa bé như là con ruột của mình vậy đó. Anh Bảo, em không xứng đáng với anh đâu. Tôi đã nói với cô rồi, cậu hai là một người rất háo ăn và mau chán. Cô không chấp nhận cho anh báo cứu cô thì cô sẽ giết bằng cách nào? Thành, nói thành ra đi, không phải mày làm cái chuyện tồi tệ này không hả? Con đó, vụ này của con đó, chén thuốc phá thai của con thì mày phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc của mày làm. Dạ, con của bà rất là bất nhiệm, bà an tâm. Cô có trách nhiệm chứ bà. Nhiều tiền lắm cho một ít sáu năm ba triệu, năm bảy triệu không mà, đâu có ích nổi gì. Nhưng mà người ta đã bằng lòng đổi trác,
người ta cho con mua vui giải trí thì cái chuyện nó đâu có cái gì đâu mà phải lo lắng dữ vậy. Anh quả là đồ đen tiền mà. Em cứ yên tâm đi, nếu người ta đã đê hàng đến như vậy rồi, em còn gì phải hối tiếc nữa. Anh hứa, anh hứa nếu người ta ruồng bỏ em, anh sẽ lo lắng cho em suốt cả cuộc đời luôn à. Em tin tưởng anh đi hả? À. Hay quá, quân tử quá. Cái này là tôi coi phim tôi có gặp đúng rồi. Được, tao cho mày thêm tiền. Nhưng mà tao cũng cầu trời khẩn Phật, tao mong đứa nhỏ trong bụng của nó sau này sinh ra, tuy nó không phải là dòng máu của mày, nhưng mà nó có cái gì để giống mày. Ví dụ như là dốc dáng hay là mặt mũi gì đó, để cho bà con người ta có gì nè. Mày im đi Hai Khanh à. Tao hứa với mày một điều, mặc dù đứa bé trong bụng không giống tao về diện mạo, nhưng cam đoan chắc chắn với mày rằng tính tình của nó không xấu xa đê tiện bỉ ổi đê hèn lâu banh mày đâu. Anh Báo, đi anh. Đi đi, rồi mày cũng đi luôn. Dắt cái bạn bạc mày đi ra khỏi nhà tao, đồ khốn nạn. Ba đuổi tôi à? Phải, tao đuổi cái thứ bất nhân. Mày làm bại hoại thân danh, từ bấy lâu nay tao bỏ ngoài tay. Lời khuyên của bà con nên tao phải chịu đơn đau. Xin ba nén giận hờn, sức khỏe đau mòn nên lo lắng thân mình. Nếu anh chẳng thương ba thì còn có con đây luôn chăm sóc lo toan cho má với ba đến phút cuối cuộc đời. Vậy thì tôi sẽ chấp nhận ra đi. Tôi ra đi mà không có một lời than quán. Như bôi xóa vết nhơ đã hằn sâu vào tâm khảm, và trả lại ngày vui em đẹp của gia đình. Là thước trong riêu trong dòng chảy của tâm tình, còn thằng Kim nó mới chính là thần tượng để mọi người trân trọng mến thương. Phải rồi tôi đi không còn ai gieo rắc tay ương, tôi phải đi chứ, đi để giữ sự sang trong cho gia đình lệ giáo. Nhưng nếu mai đây tai biến thế nào, cũng đừng gọi tên tôi mà nặng lời hận quán. Mày đã gây nên tội rồi, còn trách phiền ai nữa. Bây giờ ba mày ông đang đau yếu, mày nỡ bỏ mẹ bỏ cha mày đi sao được hả Khanh? Không đuổi tôi mà. Tại vì anh có lỗi mà không biết nhìn nhận lỗi. Nhưng mà lỗi của tôi là do đặc quyền của một đứa con quyền thế. Tôi có quyền. Chính vì thế mà mày phải đi ra cho khuất mắt. Tao không cần một đứa con vô đạo như mày. Thà tao chịu sống cô đơn trong tháng dòng năm dài, rồi có chết vẫn yêu không ai phụ thần hương khói, mà linh hồn của tao sẽ được thanh thản bình yên. Còn hơn để một ngày tao chết đi để được mày khóc thương bằng một cái đám tang rần rang náo nhiệt, mà không có chốn làng thân thiết gì biết khinh, mà ngã ngoảnh mặt làm ngơ. Cái đó là ba nói nha.
Để chú khuất bắt tao. Đi liền ngay bây giờ. Giờ đi. Con đi nghe ba. Đi nghe má. Mày khoan đi đã. Mày muốn đi, mày phải trả hết giấy tờ và tháng cho trong gia đình này. Trả hết cho tao. Muốn đi đâu thì đi. Trời ơi, giấy tờ nhà cửa xuống đất, tại sao mà lại giao cho nó? Tôi đã nói với bà đi bao nhiêu lần rồi, tại sao bà không nghe lời của tôi? Thì tại gì? Tôi tưởng thằng Kim đi, nó cũng phải trung tâm dưỡng tích, chứ đâu có ngờ. Nhưng mà nói gì thì nói, sau này thì cũng nó hưởng thôi. Đó, má nói đúng. Sau này con hưởng chứ ai, phải không ba? Vì vậy thì giờ con hưởng trước đi, con cầm rồi mà không có gì lo hết á. Giờ má đưa tiền cái con chuột lại có gì đâu. Anh Khánh, thôi vĩnh biệt nha. Khánh ơi, đồ bà kêu Khánh, thằng con nàng. Ông ơi ông đừng bỏ tôi đâu anh. Em ơi, bà cô Kiều ơi, ông ơi, anh ơi, dạ tôi đang nghĩ các em đây là giàu vốn thiệt họ Trình, thuở nhỏ chuyên nghề bán muối lậu và ăn cướp bạc vua, nay lớn khôn em mới ra đầu đường. Hải, dạ. Ủa ai làm gì mà hát kêu ngao vui vậy Hải? Tại không, bộ năm nay bộ lúa trúng hay sao mà thấy hát kêu ngao vui quá vậy? Đâu có đâu, tại nằm buồn quá ca chơi vậy mà. Anh đi đâu vậy? À, đi làm mới về mà nè. Năm nay bộ lúa trúng phải không? Sao anh biết lúa tôi trúng? Hồi nào đến giờ ở làng này nè, đâu có thấy anh cười ca hát vui vậy đâu. Chắc năm nay lúa anh trúng phải không? Lúc năm nay lúa anh trúng cái bà con cũng trúng lây theo á. Thôi đi anh chồng tôi hoài à. À thôi tôi đi rồi nha. À, anh đem cơm tới kìa. Tôi đi à. Cái gì? Trời ơi, Phương, em làm cái gì vậy? Ngồi xuống đây đi em. Ngồi xuống đây đi. Anh đói bụng để anh chạy về nhà anh ăn được rồi. Em mang ra đây làm chi cho mệt nhọc vậy? Hả? Con kia, ngồi xuống đi. Anh nè, kể từ ngày hôm nay em sẽ thường xuyên đem cơm ra đây cho anh ăn. Tại vì là anh chạy về nhà ăn mất thì giờ lắm. Em đem ra đây ăn để rồi anh còn dư cái thời gian anh nghỉ ngơi một chút nữa. Coi em kìa, mồ hôi mồ kê quá trời quá đất rồi. Em đi như vậy á, chẳng những em mệt mà con cũng mệt nữa đó. Em không sao đâu. Thấy em cực như vậy á, anh chịu không có nổi. Anh nè, thì em phải phụ giúp anh một phần chứ. Với lại có gì đâu cực khổ đâu. Em nấu bữa cơm xong đem ra đây thì vợ chồng với nhau đồng tâm cộng khổ mà. Sáng giờ con có đạp không em? Con em ngoan lắm, rất là thương em, chưa bao giờ đạp cho em đau lần nào hết á. Nhưng mà mỗi lần mà nghe nói là thôi giờ đi đem cơm ra cho cha đó, ở đâu nó đạp à. Để nói chuyện với con. Làm như là đem cơm cho cha nó vui đi. Con ngoan nè, không có được đạp mẹ nghe con. Ngoan nghe con. Ê, đừng có đạp kìa. Nó đạp nè. Thì cử động cho anh biết đó mà. Hương à, để em đem cơm cho anh thường xuyên ha. Thôi, mỗi ngày đem ra đi mà. Thôi, sao em cực khổ vậy anh chịu không có nổi. Vậy chứ anh cũng cực vậy. Mồ hôi anh cũng đầm đìa kìa. Bây giờ anh phải nuôi thêm em, rồi mai mốt còn thêm con của mình nữa. Càng ngày anh càng vất vả hơn đó. Nhưng mà tôi vui à. Hương. Dạ. Hương ơi, nếu ông trời không khiến xui cho anh cưới được em thì có lẽ
cho tới hôm nay tâm hồn anh vẫn là nắng hạ chói chang là sỏi đá khô căng. Như vậy được mấy lần rồi? Mới có một lần một hả? Con người có mấy ai không biết vui buồn khao khát mê say. Nhưng vì lâu nay anh hận đời nên không biết không hay. Tâm hồn của anh bên vị chân phương và em chính là người đi khai phá. Anh được như bây giờ thì có ai mà sợ hãi lắng xa. Ai lắng thì mặc ai, có mỗi mình em là đời anh hạnh phúc. Nhưng cuộc sống người ta đâu chỉ cần có một mình vợ con. Anh là vậy đó, vợ con là trên hết. Mai mốt á, em sanh xong rồi nha, anh không cho em làm động tới móng tay đâu. Em phải ở nhà lo dạy dỗ con cái ăn học cho nên người, nghe chưa? Trời nè. Em ăn thật là nhiều vô nha, để sanh cho anh một thằng hải con thật là khỏe mạnh như anh vậy đó. Được rồi, em sẽ cố gắng mà. Anh nè, ăn đồ cũ hôm qua đừng chê nha, tại vì ba chưa có xôi cá nên em chưa có kho cá mới cho anh ăn. Được, em nấu cơm rồi đem ra đây cho anh ăn. Dù anh có ăn muối cục, anh ăn hết này cho em coi. Em ăn miếng đi. Không, em ăn rồi. Từ từ, bắt ngày ăn giờ. Ngon anh, đồ cũ hôm qua mà vẫn thấy ngon phải không? Ngon, anh nói anh ăn muối cục mà ăn cũng ngon mà. Trời ơi, Hương! Hương! Em còn sống đây sao? Hay em chỉ là hồn ma bóng quê nương theo sương khói đến để tìm anh? Không đâu cậu ba, Hương của cậu ngày xưa đã chết thật rồi, chết với dòng sông buồn của đêm trăng năm cũ. Còn bây giờ tôi đã là vợ của anh Hải, giọt máu tôi đang mang trong người là của chồng tôi. Hương, phận con ở phải lấy chồng nghèo cho vừa vai phải lưng. Trời ơi, vậy mà người ta nói dối gạt tôi, người ta nói là Hương đã chết rồi. Hương ơi, đã bao đêm tôi xót xa âm thầm, mà cất bước xa đi, tiếng thương đến muôn đời dài dò trong lòng tôi. Bây giờ tôi có sống hay chết cũng vậy thôi cậu ba. Nhưng làm sao mình quên người yêu dấu, để cho tâm hồn bờ phai đi bóng dáng thân quen. Đến nay đã chia đôi đường, tình xưa giờ cũng xa ngoài khơi, quên đi giấc mơ ban đầu, tìm yên bình để quên sâu đau. Làm sao vui quên đi thuở xa xưa, vẫn bao hẹn thề chưa phai.
mà sao mộng dân không thành. Thật sự giờ đây trái tim tôi đã vụn vỡ tan tành, vì trong cái đớn đau khi ngỡ rằng em đã chết, tôi vẫn hy vọng tao cùng nơi cõi thiên thu. Nhưng em vẫn còn sống đây và đã là vợ của người ta, thì đâu ai chờ đợi tôi nơi miền vĩnh biệt. Sợ cô đơn như cánh chim chiều đã rời trong gió chân. Trong hoàn cảnh của chúng ta không ai là người có lỗi. Cậu bỏ đi xa vì ngỡ tôi đã chết. Tôi theo chồng là do lệnh của ông bà. Suy cho cùng, mạng sống của tôi có được là nhờ ơn cứu mạng của chồng tôi. Cậu hãy cố lên và tìm lấy cho mình hạnh phúc. Nhưng tôi còn biết tìm đâu ra hạnh phúc nữa, khi trái tim tôi chỉ dành tiền tặng cho một người. Để rồi người mang nó theo về tận trời. Có những đêm mưa buồn chăng tình nhỏ, tôi thức trọn đêm dài ngồi đến giọt mưa rơi. Biết đông thiên ai có buồn chẳng nỗi cô đơn, riêng giữa hồn tôi luôn có bóng hình em trong đó. Khi gió xuân sang tôi ngã mình trên nệm cỏ, để nghe hương đồng qua sống vui bên chồng, lòng anh đã nghe bình yên. Nào ai biết đâu mai này đời anh sẽ tôi về đâu. Cũng như cậu ba, tôi sẽ thật sự bình yên khi biết được cậu đã yên vui mà đắm say bên tình yêu mới. Trong cuộc đời có những điều mà ta nghiệp ngã, rồi tất cả sẽ như sự tuần hoàn của trời đất. Hết đêm trần lại sáng, tàn đóng sẽ sáng xuân. Vì vậy nên tôi đã không còn đau khổ nữa, và đang thật sự yên vui hạnh phúc bên chồng. Hai đối với Hương như thế nào? Trước đây cậu nói rất đúng. Anh Hải tuy tánh tình ảnh thô lỗ cọc cằn, nhưng bên trong anh có cả một tấm lòng. Chính điều đó đã làm cho tôi ngày càng kính phục anh ấy. Nếu được như vậy, tôi cũng vô cùng mãn nguyện. Ngày mai này tôi phải đi xa. Tôi cầu chúc cho vợ chồng Hương được hạnh phúc. Xin tạm biệt. Dạ. Ê à, ôi à, à. Hương, em có sao không? Hương, mấy sao tôi đau bụng quá. Trời đất ơi, có sao không Hương? Đừng gặp tôi sợ nha. Dạ.
đó rồi, hình như tôi tới ngày đẻ anh ơi. Trời đất ơi, ở đâu mình đẻ giữa đồng? Sao giờ tôi đau bụng quá à? Bây giờ tôi đau quá à? Trời ơi, đợi được không, đợi được không? Đẻ mà đợi gì trời? Giờ tôi muốn đẻ liền đây nè. Đau dữ lắm rồi. Đặt chưa có cái nhòi kìa, để tôi đưa Hương lại đó. Bây giờ đau quá trời ơi. Ui ui da, trời ơi, ráng đợi chút đi mà. Đẻ liền. Trời ơi, đau quá à. Bây giờ đau quá. Hãy cho tôi chết mà cậu ơi. Hết thật cô vô. Đau quá. Chán lên đi Hương, chán lên đi. Hết thật sâu vào. Cậu ơi, bây giờ đau quá. Sắp được rồi, sắp được rồi Hương à. Cậu ơi. Mà ăn gì được với hai đứa này, nó khóc hoài rồi muốn đánh nữa con nữa. Hầu chí dầu cầu giang đông đình, cầu xe lắc lẻo gặp nhìn có đi, có đi hà dắt bao đi, hà đi làm mương bao đi xe thô. Ủa sao nào khóc vậy? Hai đứa biết nào khóc vậy? Ai khóc vậy? Ai khóc? Cái tiếng ai khóc vậy? Giờ nghe quen quá. À, hải con khóc. À, hải con khóc thì à, này khóa giọng cổ, khóa giọng cổ nín nè, quất câu giọng cổ ngủ tới khuya luôn nè. Ghe chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dài dầu, chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm tôi không gặp mà. Tìm cô không gặp tôi gối đầu mỗi đêm. Rồi im ngu. Thằng này nó quá giọng cổ phải không? Đúng là cha nào con nấy nghe giọng cổ ngủ ngon lành luôn. Cái gì không có ai nữa. Ê, cha, báo con khóc. Báo con khóc thì à, con tôi mà sao tôi biết tánh nó được. Tôi khoái nghe nhạc kích động. Từ từ con, tiếng hát kích động nghe. Rồi, kích động nghe. Rồi, chuẩn bị kích động. Em ơi, 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu thương cao giờ giờ. Em ơi, năm ngối 20 năm cuối là bao. Mày ngủ đi giùm tao, tao lại mày ngủ. Rồi ngủ luôn rồi. mừng quá. Trời ơi, báo con ngủ cái ghét không? Báo con. Rồi em đi nha chị, em đi. Báo à? Dạ, sao chị? Lại đây chị hỏi này nè. Dạ. Sao lúc này chị thấy hình như là anh Hải anh hay về trễ lắm? Dạ. Mà ngày nào anh cũng nói là anh chạy xe ôm ế ẩm. Vậy mà sao về trễ hoài là sao? Sao vậy ba? Có chuyện gì vậy? Chị, em cái này em nói chị đừng có nói lời anh Hải nha. Cái này em không phải bà Tám đâu, mà em bà Chín đó. Rồi. Mà nói lời anh Hải cái là ảnh lóc thịt em á, giống như trong cái tuần thoại canh Châu Tấn mà lóc thịt cho mẹ chồng vậy đó, ổng lóc em tới xương luôn. Rồi. Chị em hứa. Dạ. À, chị hứa với báo là chị sẽ giữ kín cái chuyện này cho báo. Vậy ha chị. Nói cho chị nghe đi coi. Mấy ngày nay á, em thấy anh Hải thường lui tới ăn nhậu với bọn ma cô ở khu phố trên kia. Chúng nó chuyên môn đi lừa gạt mỗi người. Đúng vào chúng là chết không kịp trối. Chúng siết của bắt người rồi dơ vét tiền nông. Đừng thấy tụi nó bao ăn nhậu mà ham. Anh quá thật thà nên cũng rất dễ tin. Sao em không dùng lời lẽ để khuyên răng? Không được đâu chị ơi, có rượu vô là ổng giữ như là chặt. Em mà mở miệng ra hả, là ổng đập cho gãy răng. Không được đâu chị ơi, em dám nói với ổng đâu. Cảnh nhà mình như vậy rồi mà ảnh còn sa ngã nữa. Cầu mong sao cho bà với mợ hai chuộc lại ruộng đất. Mình sẽ về dưới ngay. Chị cũng muốn ngán lại một giây một phút nào trên này hết á. Dạ em cũng muốn vậy đó chị. Thôi, em vô thăm Hà liền đi, rồi cho ba về nghỉ. Dạ. Để ba ở cả ngày hôm qua rồi đó. Em đi nha chị. Em gửi chị. Rồi, em nha. Đi trong hai đứa nó chưa. Thôi, trai cưng của mẹ. Con báo con sao rồi đây?
Hương, má, sao má vui vậy? À, con coi coi má dẫn ai về nè. Hương, cậu ba. Hương, à, bà Phò dẫn giặt đồ cho ký túc xá, nhờ má đi giao cho nên má mới gặp được cậu ba đó. À, cậu ba ở đây nói chuyện chơi nha, Hải nó về tới liền giờ đó cậu ba. Dạ, cảm ơn bác. Nếu anh hai của tôi mà không cầm cố đất đai á thì bà con trong làng đỡ khổ. Thôi cậu ba, chuyện qua rồi, nhắc làm chi cho thêm buồn cậu ba à. Mẹ ơi, anh Hải, cơm nước gì chưa? Tôi đói bụng quá. Sao mà lại bầm tím vậy nè? Trời ơi, sao chồng con lại vậy? Anh Hải, Hải, sao vậy? Không có gì đâu. Tôi thấy vết thương không sao đâu, mọi người đừng lo. Có cậu ba đến thăm vợ chồng mình kìa. Cậu đến đây làm gì? Cậu đến đây để làm cái gì? Cậu tìm ai ở trong cái nhà này? Hả? Hải, cậu ba tới thăm gia đình của mình, con hỏi gì kỳ vậy? Anh Hải à, vô tình gặp được bác gái ở đây nên tôi mới biết gia đình anh đang ở chỗ này. Thấy hoàn cảnh của anh sống nơi đây vất vả quá. Nhà bạn tôi á, hiện có một căn phòng đang bỏ trống, nên tôi muốn mời vợ chồng anh dọn về căn phòng đó tiện. Chỗ của tôi ở thì cách đó không xa, tình nghĩa đồng hương đỡ nâng khi hoạn nạn. Tôi sẽ lo điều trị bệnh cho anh, dù sao ở tỉnh thành tôi cũng có người quen. Tôi sẽ giới thiệu việc làm cho anh, sẽ không ai còn khó dễ anh đâu. Tấm lòng cậu ba làm tôi vô cùng xúc động, nhưng chúng tôi như thế cũng yên rồi. Cuộc sống một mình thương cái nuôi thân, đâu dám để cậu phải mang thêm gánh nặng. Chỗ ở này chúng tôi ở riết rồi quen, nhưng mà người ta làm khó dễ đủ điều, nay đuổi mai xua suốt ngày nặng nhẹ. Con thì ốm đau mà mình lại không thiền. Cậu ba là chòm xóm láng giềng, mình mang ơn cậu miễn mình đừng giống ơn. Tại sao cậu lại tốt với tôi? Có phải phía sau lòng tốt của cậu còn có cái gì đó? Cậu phải nói thật đi. Không đâu. Nếu vợ tôi không phải là Hương thì cậu có sẵn sàng giúp đỡ tôi không? Anh Hải, cậu nói đi. Hải, Hải à, tôi giúp anh là tại vì tôi biết Hương rất yêu anh, và tôi cũng mong là vợ chồng anh được hạnh phúc. Cao thượng quá. Cả em nữa. Hai người cao thượng quá. Anh nói cái gì vậy anh Hải? Hải ơi, tâm trí của em lúc này chỉ biết cố làm sao gánh vác thay chồng những vất vả gian nan trong cuộc sống. Chứ em có đòi hỏi chi đâu mà anh buồn. Anh tôi rồi mặc cảm tử tế cho thêm tôi tâm trong cuộc sống gia đình. Nhìn thấy anh nặng gánh lo toan với bao khó nhọc quanh mình, em càng yêu anh hơn bao giờ hết, muốn chia sẻ phần nào sống vô gian nan. Hải ơi, chứ giờ đây nếu không có anh thì em cũng không cần gì nữa. Nếu thật sự ngày xưa cho
anh Hải. Tôi biết bây giờ anh có thể nào xóa đi trong lòng mặc cảm, nhưng tại sao anh không thể nào xem tôi như một người bạn được? Tại sao vậy anh Hải? Vì trước mắt cậu, tôi chỉ là một ánh đèn lẻ loi, không thể nào xua đi bóng tối đêm đen. Còn bên hương, cậu tỏa sáng như dần cắn, quyền diệu lung linh trang hòa thương cam. Cũng chính vì vậy, chính vì vậy mà tôi như thấy mình rơi xuống tận cùng. Có khóc trăm năm cũng không nguôi niềm ân hận, thôi thì hãy chọn cho mỗi kẻ một con đường. Anh Hải ơi, sao anh cứ đem những chuyện xa xăm vào tâm tư để biến thành tuyết dòng, chỉ làm khổ người thân và làm khổ cho mình. Khi biết bao nhiêu người luôn hết dạ thương anh. Được lắm, nhưng đối với cậu tôi cần sự sòng phẳng. Đây, đây là giấy nợ tôi vừa thua bài. Nếu cậu đồng ý trả số nợ này, thì vợ tôi sẽ thuộc về cậu. Anh Hải! Hải ơi! Mày điên rồi! Mày mất trí rồi Hải! Anh Hải! Tôi vô cùng thất vọng về anh. Hải! Mày điên rồi! Mày định làm gì đây? Mày định phá hoại hạnh phúc của chính mày đó. Mày biết không? Mày biết không? Tôi không còn cách nào khác. Tôi không thể nào đứng nhìn thấy thằng bé đói vì thiếu sữa, không thể nào nhìn má tiều tị vì đói khát, không thể nào để cho Hương đi ra ngoài đồng làm cực khổ như vậy. Cô ấy có thể sống tốt hơn mà. Cho dù đời
nhà ông. Nước đã tàn còn đâu xua dùng giá bằng. Còn thương xin đừng nên cách ngăn. Đời tôi mây mù đang búa dần. Hương, nếu thật sự Hương không còn muốn quay lại bến xưa thì tôi cũng không có quyền gian xin nài nỉ. Nhưng tôi chỉ xin Hương hãy về với tôi. Hương không thể nào hành hạ mình trong cơn mưa gió. Hương không có tội. Chính vì tôi không có tội nên tôi muốn gào thét lên giữa trời cao đất rộng, giữa bão tố phong ba. Tôi muốn biết là tôi có tội gì. Tôi có tội gì? Tôi có tội gì mà trời không để cho tôi có một ngày yên ấm? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Hương. Tôi xin anh, từ từ thôi. Tôi thú thiệt, vài hôm nữa tôi có tiền tôi trả liền. Thật sự, tôi không muốn tới nợ anh đâu. Bây giờ mẹ anh có giết tôi chết tại đây tôi cũng không có một xu nào nữa. Tôi lại anh thương tôi. Mấy chú ơi, người ta xỉu như vậy, mấy chú đánh người ta chết người ta tội nghiệp lắm. Đừng đánh nữa. Ê ông già, đi chỗ khác chơi. Tới lượt ông bây giờ. Đi. Đánh giết tụi bay. Công an tao kìa, công an tao đi. Tao mới chạy mày ơi, chạy. Chú em ơi, chú có sao không? Trời ơi, bộ hết chuyện rồi sao đi dây rồi đỡ cái lũ này. Nó ác lắm đi. Vậy đi chú. Nè, vậy đi. Ủa, trời ơi. Cậu hai canh đi mà. Trời ơi, tôi đi cậu không nhìn ra tôi sao? Cậu hai, cậu chạy đâu vậy? Cậu chạy đâu ra gặp nó là đi giết chết cậu đó. Đừng chạy nữa. Ra đó đi giết tôi. Phải. Cho nó chém tôi, cho nó giết tôi chết đi, bây giờ đi. Tôi muốn chết cho chú Tâm. Tôi muốn gặp ai, tại sao giờ này lại gặp chú? Cậu hai, sao gặp chú chi vậy là trời ơi, là trời. Cậu hai, nhưng mà tại sao cậu ra đông nổi như vậy chứ? Hậu quả của những kẻ tham lam độc ác, quên mẹ bỏ cha, gieo sinh đau khổ cho người khác. Tôi đã lừa gạt biết bao người để rồi tới đây bị bọn chúng lừa gạt. Tôi đang chết mà. Cậu hai, nếu như cái chết mà chuộc hết những sai lầm thì có mấy ai chịu rai đức âm thầm, dù mang tội lỗi tại trời, họ chỉ cần chết là xong.
bà giới mở vẫn nhớ tôi. Mắt tâm họ càng nhớ càng thương thì chính tâm tư tôi lại càng say dứt. Biết bao kẻ vì tôi mà lệ dài chưa dứt. Phải chịu cảnh nổi trôi tao tức giữa phong trần. Nên tôi sợ những người xưa đến bên tôi mà lo lắng ân cần. Vì điều đó càng làm cho tôi tim tủi hổ. Đối với tôi bây giờ cái chết luôn nhẹ nhàng hơn. Thà tôi đón nhận những lời rủa nguyền tức giận, một cái quạnh mặt lặng ngơ ngay những trận đòn phủ phàng cay đắng. Để sợ ăn năn hối hận này không thành nỗi ê chề đè nặng xuống hồn tôi. Đời người có mấy ai không lầm lỡ, hơn nhau ở chỗ là phải biết tu sửa cho cậu hai à. Cậu còn đẻ, còn mẹ già cần phụng dưỡng, còn vợ hiền con dạy cần phải che chở tựa nương như cậu. Nhưng cuộc đời tôi không còn gì nữa hết. Sự có mặt của tôi bây giờ chỉ là gánh nặng cho mỗi người thôi. Cậu hai ơi, chỉ sợ cuộc đời không dành cơ hội cho mình chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã. Là mọi người sẽ mở rộng dòng tay để đón chờ cậu mấy cửa này, để giúp cậu tìm trong từng giọt mồ hôi, trong từng củ khoai một lúa, trong từng thoáng đất ngọn rau, và cả trong hai mùa sự thiên niên trong tình nghĩa con người. Bác Tâm, con không thể nào, con không thể nào trở về được đâu bác Tâm. Cậu không thể, trừ khi cậu không thật lòng hối hận. Ba và mợ sắp chuộng lại rộng đất ngày mai thôi. Ba con mình sắp về lần được kéo về quê. Ba và mợ hai rất cần cậu đó. Nhưng mà con cũng đủ can đảm để con trở về đó thôi. Con không về đâu, con không về đâu hết. Ba Tâm đẩy con đi Trung Quốc đi. Không sao hết, cứ tin ông già này đi. Tôi sẽ đùm bọc cậu cho đến khi mình có thể quay trở lại. Để lỡ rách rồi, có nát thêm một chút cũng chẳng sao đâu cậu. Trời ơi, con thương chú Tâm quá chú Tâm. Con thương chú Tâm quá, con lại chú Tâm. Bây giờ mà con gặp được những người thân như vậy, bây giờ con hiểu hết, con thương chú Tâm lắm. Con lại chú Tâm, con lại chú Tâm. Hương. Dạ. Hương à, chỉ còn có một tiếng đồng hồ nữa thôi là tàu chạy. Hương có muốn ăn gì không? Tôi đi mua cho Hương ăn. Dạ thôi cậu ba, cảm ơn cậu ba, tôi không có thấy đói. Cậu ba, tôi muốn xin lỗi cậu. Chuyện gì vậy Hương? Hay là Hương đổi ý không muốn đi xa? Không, tôi sẽ cùng cậu lên tàu, nhưng chúng ta không cùng chung điểm đến. Có nghĩa là tôi sẽ dừng lại ở một sân ga nào đó, miễn là nơi đó
hoàn toàn xa lạ. Để gói kín cuộc đời trong tâm sự thương sân ga đợi con tàu quay trở lại, vì tàu đến rồi đi để sân ga cô độc đứng muôn đời. Có mấy ai hiểu thấu tâm sự của sân ga? Xin đừng hỏi vì sao thu về cây đổ lá. Nếu lá vàng không rơi rụng thì nhân gian đâu biết được thu về. Có ai đợi chờ đâu mà giờ ghen đâu thề. Hồ thu mỗi độ trăng về ngã nghiêng soi bóng. Nếu không đợi trăng xưa để ru từng con sóng thì biết đợi gì đây khi vạn kỷ nhân gian chỉ một mảnh trăng buồn. Cũng đâu dám nhận mình có trái tim cao thượng để vui chung niềm hạnh phúc của người yêu. Tôi đã chọn cho mình một hoàng văn cô liêu đem khát vọng tuổi xanh gói trong từng cơn hồn. Nếu điều đó làm cho cậu cảm thấy bình yên thì tôi sẽ không dám khuyên cậu nữa. Chỉ mong rằng lúc nào đó chúng ta gặp lại nhau, được nhìn thấy cậu hạnh phúc là tôi đã mãn nguyện. Còn em, dù hoàn cảnh có ra sao thì tôi vẫn là người mẹ. Mà có người mẹ nào lại nỡ bỏ rơi con? Tôi ra đi là để cho anh Hải nhìn nhận lại mình và ân năn sám hối. Chứ cuộc đời tôi đã quá nhiều tấm tối, cứ đeo đằng bên mình như định mệnh nghĩa. Thay vì là một người bán đồng hành, tôi xin được làm người đưa tiền cầu. Trần gian đã lỡ nhịp cầu, đừng hận đừng sầu đừng
dậy mưa ngâu. Có lẽ đây là kết thúc sau cùng cho những người trong cuộc. Xin lỗi cậu ba, mong cậu ba hiểu mà thương tôi nhiều hơn nữa. Hương, bởi vì tôi thương con tôi lắm. Nó là tất cả của cuộc đời tôi. Tôi phải dành hết những gì tốt đẹp nhất cho con trai của tôi. Cậu tha lỗi cho tôi nghe cậu ba. Cậu hiểu được tôi mừng lắm cậu ba. Đúng, Hương nói đúng. Tôi cũng xin cầu chúc cho Hương được hạnh phúc. Cảm ơn cậu ba. Tôi đi nha Hương. Tôi đi nha Hương. Dạ. Thiệt sao con? Má, Hương ơi, má biết con giận chồng con nhiều lắm, nhưng mà má còn thương con nữa hay sao hả? Tại sao má không hỏi rằng nếu không nhờ cậu ba bỏ tiền ra trả cho bọn côn đồ, nếu như con bị chúng bắt đi làm gái điếm thì bây giờ ai sẽ thương hại con hả má? Con, má coi như là đứa con dâu của má đã bị chồng nó bán đi biệt xứ. Con thương má thì sao? Chồng con có để cho con được làm vợ hiền dâu thảo đâu má. Chồng con có cho con được làm một người mẹ trong sạch đâu hả má? Trời, má nói đi. Má nói đi má. Trời ơi, con xin lỗi má. Con có lỗi gì đâu, nghịch cảnh đắng cay mà nghịch cảnh đó cũng từng là nỗi khó khăn thương tâm trong cuộc đời của má. Ngoài cái thân phận đàn bà như những giọt sương đêm còn đọng lại trên hoa trên lá, gió đẩy gió đưa cho cành cây nghiêng ngả, cho những giọt sương đêm tơi ta rùng ấm thầm. Có giọt dở tan, có giọt gieo thân vào nước đầm áo tù, biết sao sẽ cùng ai nỗi niềm tâm sự nên lắng đọng buồn trong từng môi. Từ đó còn ai lo nghĩ đến mình đâu, mà hơi thở để cho chồng nhịp tim dành cho con dài. Tâm nhắn thề nắng dài mưa dầu, nói chuyện bé dâu ấm mà đời cay đắng. Tất cả những điều đó đổi trắng, anh có cho con là một người vợ, một người mẹ sống đời cam chịu đâu hả má? Con ơi, nó không có muốn vậy đâu mà. Nhưng vừa mới rồi đây anh đã làm như vậy.
hồn con. Vì chồng con có thể hy sinh tất cả, nhưng không ai có quyền buộc con mang chút thương trong. Nên con phải ra đi để giữ lòng tự trọng, chứ không phải đi tìm thứ hạnh phúc. Nó chỉ vì phút giây thất trí nên nó quá điên quá dại. Lát nó tới đây, má sẽ bắt nó quỳ dưới chân con để xin con tha thứ tội. Muộn rồi má ơi. Đã đến giờ tàu chạy. Con nhờ má chăm sóc con của con giùm. Khi nào con có việc làm ổn định rồi, con sẽ trở về rước con của con. Má chăm sóc cháu nội của má giùm con nha má. Con về con rước con của con. Hương ơi con đừng đi Hương, con đừng bỏ má Hương ơi. Hương ơi, con đừng bỏ con và con bà Hương ơi. Hương ơi, Hương ơi đừng bỏ anh. Hương ơi, má, vợ con đâu rồi má? Nó đi rồi, con vừa không nói giả mày. Nó đi rồi. Hương ơi, Hương ơi, đừng đi, đừng bỏ con mà anh Hương ơi. Trời ơi, tiếng còi lanh lảnh đã êm hơi khi bóng con tàu đã đi xa khuất dần trong sương lạnh. Giữa sân ga nhìn bóng chiều đang hấp hối hay tiếc nuối. Tình tôi đang trút từng hơi thở sao cùng. Oh, yeah.
một mình đi con. Đừng khóc nữa. Mẹ con đã bỏ cha con mình rồi. Cha sẽ đưa con về. Đừng khóc bà con. Đến đi con. Hai, về con. Ẩm cháu đi về con ơi. Con không về hết. Con muốn ở đây một chút nữa. Vậy đó, có những kẻ muốn cơ hội mà không còn cơ hội nữa. Thôi đừng hành hạ con nữa con à. Sáng mai cả nhà về quê rồi. Kể từ giờ phút này, con phải gánh trách nhiệm nặng nề của con đối với con của con đó. Con không nghe lời má sao Hải? Con hư hèn quá à. Má giận con quá. Đưa cháu đây. Mình đi về ông đây. Về cái gì, vợ em nó phụ lo cho con anh nha. Em lo con ảnh á, anh phải lo con mình á. Để mọi nè, mày đặt khổ nào với nó. Nó có gì má không có tin nè nha. Hải, giờ nghe lời má không? Đi về nhà đi con. Hãy về trước đi. Con muốn ở lại đây một chút xíu nữa mà. Mày hư hèn quá. Nói hoài cũng không được. Má bỏ mày luôn. Má không thèm nói tới mày nữa. Đi về. Con về ba. Về. Má à. Má. Chờ con. Con về với má. Em còn đây. Em không bỏ anh hư. Con trai của mẹ, mẹ bỏ ai cũng được, chứ mẹ không bao giờ bỏ rơi con đâu. Mẹ không bỏ con đâu. Dạ em cũng đừng bỏ anh nữa nghe không. Anh xin thề là anh sẽ làm một người chồng tốt đến trọn đời.